sẽ rất vui cùng hoa đào đua nở đón xuân sang vui cùng bạn em. Về Lạng Sơn có phố Kỳ Lừa, có nàng Tố Thị, có chùa Tam Thanh. Về Lạng Sơn mênh mông núi mẹ hào hùng núi cha, nghe câu hát then để ai còn nhớ. Tại thành phố Lạng Sơn, và vị trí tôi đang đi đây là đường Trần Đăng Ninh, ngay phố đi bộ Kỳ Lừa mọi người nhé. Tôi sẽ đưa mọi người vào trong lễ hội xem lễ hội tổ chức như thế nào nha mọi người nhá. Giờ mời mọi người hãy theo tôi vào trong lễ hội. Trước mắt mọi người là các cô gái mặc những trang phục truyền thống của mình, như là nung này, tay này, rất là đẹp. Đây là các cô gái mặc trang phục người tay vừa nung. Và cho hỏi các em nhé, các em ở đâu đến nhỉ? Em ở Quảng Lạc đấy nha. Em ở Quảng Lạc, xã Quảng Lạc hả? Vâng. Em là dân tộc gì? Em là dân tộc Nùng. Dân tộc Nùng à? Vâng. Thế đây là dân tộc Tày đúng em không? Dân tộc Tày ạ. Tày là đúng dân tộc của anh rồi. À. Vâng mọi người ạ, trước mắt mọi người là những cô gái mặc trang phục người Tày, người Nùng rất là đẹp. Vâng. Cảm ơn các em nhá. Vâng. Vâng. Anh là dân tộc Tày mà. Tày đâu anh? Anh ở Định Lập. Là dân tộc gì nhỉ? Em là dân tộc Tày ạ. Là dân tộc Tày ạ. Dân tộc Tày à? Dạ vâng ạ. Thế em đến từ đâu? Em đến từ huyện Cao Lộc ạ. Huyện Cao Lộc à? Dạ vâng ạ. À. Thế em đến đây có dự thi hay là chỉ là... Em đến đây trình diễn trang phục của trường trung học cơ sở Chi Lăng ạ. À thế à? Vâng vâng. Thế cảm ơn em nhé. Dạ vâng. Mình đi bảo. Đây là chắc là các cháu học sinh. Giờ mình đang dòng đi vào hội nha mọi người nhá. Chúng sẽ đội khăn, mặc áo vải thường trong, áo lễ phục bên ngoài.
trang phục của cô dâu có hai bộ quần áo quần thử một bộ váy nhà của nhà mình sẽ đi ra đây khi bước vào nhà chồng. Ngoài ra cô dâu còn theo nhiều đồ trang sức bằng vàng tránh mắt thủy trên con đường đến nhà chồng. Trang phục của người dâu người đang đã được đồng bào trân trọng và lưu giữ truyền bá đã góp phần làm nên bản sắc văn hóa dân tộc. Có thể nói người dâu Lù Gang thông qua nghệ thuật trang trí đã xây dựng cho một đời người một đào một chút mọi người ạ. Của dân tộc với nhau nhưng đều thể hiện tình yêu quê hương đất nước, nét đẹp văn hóa của các dân tộc trên quê hương xứ lạ. Hãy gìn giữ bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc của tỉnh Lạng Sơn. Mình sẽ đi sang đây vào từng gian hàng một xem có gì không. À đây có cả gian hàng ở Cao Bằng nữa. Đây đây có cả gia đàng ở Tiên Yên Quảng Ninh mọi người ạ. Không biết là bữa này bữa gì đây. Đây là gia đàng của huyện Chi Lăng. Bên này là Cao Lộc. Cao Lộc là toàn thấy rượu này. Đến với bản làng người Sa, chúng ta luôn thấy được bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu. Với bàn tay chúng tôi chỉ có khéo léo từ đường đi vũ trì, những người phụ nữ Sa đã tạo ra bộ trang phục độc đáo của dân tộc mình. Đây là Lộc Bình. Bộ trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Sa Đỏ. Lộc Bình thì nổi tiếng về khoai rồi, khoai lang, khoai tây, củ đậu, áo yếm, quần dây, ôi cái gì này mà quả gì mà to thế này. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với bộ trang phục của người phụ nữ Sao Lù Gang. Là một bộ trang phục hoàn chỉnh bao gồm áo yếm, tất nhiên quần xà vàng, khăn mũ. Áo ngoài được làm bằng vải màu đen dài ngang ống chân. Họ tìm theo những bộ quần áo của mình và người thân trong gia đình để thích nghi với điều kiện khí hậu thời tiết vùng cao. Vâng, những bộ trang phục của người Sao Lù Gang rất đặc sắc. Vào dịp Tết Nguyên Đán hàng năm, các thế nữ ngồi bắt bèo dưới lưng rừng đồi và đua nhau theo áo mới. Nguyên liệu của bộ trang phục được làm bằng những sợi chỉ màu, những họa tiết chủ yếu như hình con chim, hình cây thông được theo một cách khéo léo. Phụ nữ Sao Lù Gang mặc áo dài bốn thân, cổ túi trước ngực thành hai tà và phía sau thành một tà.
Bên trong áo có yếm theo hoa văn hoặc gắn các ngôi sao bằng bạc. Đầu đội mũ hình mái nhà được thêu bằng các sợi chỉ chủ yếu là màu vàng và màu đỏ. Tóc lưng màu trắng theo hoa văn hình cây. Tất cả tạo thành một bộ trang phục trông thật đặc sắc. Trang phục dân tộc Dao Lùng Vang trẻ em cũng tương tự như trang phục người lớn và luôn giữ được nét đẹp rất riêng. Chỉ thêu gồm có 5 màu cơ bản, trong đó chủ yếu là màu đỏ. Bởi theo quan niệm, màu đỏ mang lại hạnh phúc, may mắn đủ đầy. Áo cũng gồm 3 tà, quần có điểm nhấn là gấu quần được thêu kín các họa tiết hoa văn với chỉ nhiều màu. Đây là trang phục người người Tày, mọi người ạ. Đây cô gái người Tày nha. Có đến các tư chỉ ngũ sắc, quần vải dài màu tràng, cùng kéo sợi dây nai có đồng xu để giữ. Trong đó có dân tộc người Dao ở tỉnh Lạng Sơn. Chào em nhé. Dạ, em đến từ đâu ạ? Dạ, em đến từ Lạng Sơn ạ. Em đến từ Lạng Sơn ạ. Em ở Lạng Sơn hả? Dạ vâng. Em là dân tộc gì nhỉ? Em đang mặc bộ trang phục của người Dao, người dân người Dao ạ. Thế em hôm nay đến đây đi hội là đi đến đây em đến để tham gia trình diễn trang phục của đơn vị trường mầm non Hoa Sữa. Vâng ạ. Vâng, thế anh cảm ơn em. Chào chị. Phục người Dao này rất chi là đẹp. Hôm nay là thi mặc trang phục mà ai đẹp, ai phải đẹp. Hỏi chị đây nhá. Mời anh đến sắc đào tươi thắm níu chân anh. Thành phố Lạng Sơn, thành phố trẻ nơi biên cương của tổ quốc, xứ sở của hoa đào, quê hương của nhiều dân tộc anh em cùng chung sống gắn bó đoàn kết. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, nhân dân các dân tộc thành phố Lạng Sơn tự hào đã sáng tạo bồi đắp nên một nền văn hóa với bề dày truyền thống lâu đời. Trong đó, trang phục truyền thống của các dân tộc là một di sản văn hóa quan trọng, chứa đựng những giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử, gửi gắm thông điệp của cha ông để lại cho thế hệ ngày nay vẫn đang được bảo tồn và phát huy. Giới thiệu trang phục dân tộc Tày. Trang phục của người Tày rất giản dị nhưng độc đáo và tinh tế. Chất liệu như trang phục chủ yếu từ sợi vải bông, được dệt nên từ chính bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Tày và được buộc chạm rất kỳ công. Trang phục phía dưới gồm áo cánh, áo dài năm thân, quần váy thắt lưng khăn đội đầu hài vải, cùng những trang sức bạc như vòng cổ, xà tích, nội bật thân hiền trạng, làm tôn lên vẻ đẹp duyên dáng thanh tao. Trang phục nam giới người Tày thường có quần chắc khỏe đúng rộng, cạp lá tọa, áo ngắn cũng tự may năm thân cổ đứng. Trước các quý vị và các bạn là trang phục của dân tộc Nùng. Trang phục truyền thống của người Nùng cũng được cắt may từ vải tràm. Áo ngắn của phụ nữ thường 4 hoặc 5 thân, cổ tay áo và phía trước ngực được đắp thêm những vải khác màu cùng với trang sức bằng bạc, tạo nên nét đặc sắc cho trang phục. Quần may kiểu lưỡng chéo, chân khỏe cảm lá tọa. Nhìn chung là các gia đàng ở đây là đều là các gia đàng các huyện mọi người ạ. Có cả xã nữa. Đây là gia đàng tinh hoa ẩm thực xứ Lạng.
vàng vừa quý phái. Những cô gái sáng chỉ trong bộ trang phục truyền thống với áo trà dài, khăn đội đầu và kèm theo các phụ kiện bằng bạc luôn tươi tắn, rạng ngời, cuốn hút nhiều ánh nhìn. Bạn mình cuốn là bạn. Hòa vào bức tranh đa sắc màu của văn hóa truyền thống, trang phục dân tộc Giao và dân tộc Mông là những tác phẩm nghệ thuật rực rỡ và tinh tế. Trang phục của người Giao thường được dệt thủ công bằng chất liệu sợi gai, sợi bông với sự pha trộn nhiều màu sắc. Cùng với Giao mặc áo dài. Chào em. Dạ, em vâng, đến từ đâu nhỉ? Em là người Lạng Sơn ạ. À thế à? Thế em mặc bộ trang phục này là trang phục gì hả em? Em mặc trang phục này của Giao Thanh Y của huyện Đình Lập, Lạng Sơn ạ. Em ở Đình Lập hả? À vâng ạ. Em là người dân Đình Lập ạ. À vâng. Vâng, thế anh cảm ơn em. Vâng. Vâng. Rất đông vui mọi người ạ. Là một ngày hội thi mặc áo truyền thống của tỉnh Lạng Sơn, Giao Tài Nùng. Và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn trang phục của trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn với phần trình diễn trang phục Tài Nùng Giao Đường. Xin mời quý vị. Cháu đến từ đâu hả cháu? Dạ cháu đến từ trường tiểu học Vĩnh Trại ạ. À thế cháu là dân tộc gì? Cháu là dân tộc Tày ạ. À dân tộc Tày hả? Thế hôm nay cháu đến đây để biểu diễn hay là đến thi trang phục? Dạ là hôm nay cháu đến đây để biểu diễn thời trang ạ. À vâng vâng, thế chú cảm ơn cháu nhá. Vâng ạ. Vâng.
bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa nói chung của đồng bào các dân tộc trên đất nước Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, phần trình diễn trang phục dân tộc của xã Quảng Lạc đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn. Có chùa Tam Thanh về Lạng Sơn, mênh mông núi mẹ hào hùng núi cha, nghe câu hát then để ai còn nhớ về Lạng Sơn, với câu hát ngọt ngào có ly câu lượn vang núi rừng biên cương về Lạng Sơn, thơm hương hoa hồi lạc vào cõi mơ, đưa ta đến đây để